Rồi, test nhẹ cho anh em ở tham khảo công thức 50 là một khung cửa hai nồi đó, bao dọn lại cho anh em lên. Em làm một khung cửa hai nồi, nồi trước nồi sau nha. Đi. Rồi, test nhẹ cho anh em ở tham khảo công thức 50 là một khung nồi thái thôi đó, bao dọn lại cho anh em lên. Em làm một khung cả hai nồi, nồi trước nồi sau nha, để có cái nồi thái lên có mình phun nguyên bộ nha. Đó, nồi trước thay chuông thay bố thái nữa, nồi sau đi phun nguyên bố sắt lò xo nồi phun thái. Đó, đó có mình nồi độ thái cho anh em cúp và chạy nha. Bao mạnh ha, đó anh em cúp mà bị dàn chạy lì yếu thì ghé bên độ xe Việt Nam. Bên em thì chuyên làm nồi cúp nè, chạy bốc nhẹ xe êm luôn. Các thử vài đường để cho anh em trong lúc 50 nha. Đó, kéo nhẹ lên liền nha, không chờ đợi nha. Quá sướng rồi nè. Đó, con bò đi phun có bình bộ nồi thái nha. Đó. Con này anh em chạy bị lì yếu thì cứ ghép bên em ha. Em có nhận gấp máy lên phun 100, 110, 125, 135, 150 nha. Chạy mạnh bốc ha. Đó, đó quá sướng. Con bò đi phun nguyên bộ ha. Đó, êm nhẹ bơi. Tha hồ lướt gió nha nè. Đẩy bao mạnh bao bền cho anh em luôn. Kéo thử vài đường để cho anh em cảm nhận nha. Sau đó em sẽ biết khóa đơn hay là được nha. Rồi, em cảm ơn anh trai cúp 50 rất nhiều. Chào anh em ha.